Hello hello, em xin chào anh các chị trên kênh Facebook của em Hà nhá. Chúc anh các chị có buổi tối vui vẻ hạnh phúc với gia đình thân yêu của mình ạ. Đến hẹn lại đây thì em Hà tiếp tục em giao lưu chia sẻ với anh các chị với một chuỗi livestream liên quan đến một cơ hội làm kinh tế, một cơ hội làm kinh tế mà phù hợp với tất cả mọi người, một cơ hội làm kinh tế mà có thể giúp cho chúng ta thay đổi được bức tranh tài chính của gia đình chúng ta trong phạm vi từ đời chúng ta cho đến đời con đời cháu của chúng ta, và thậm chí nếu tiếp tục duy trì có thể thay đổi được tương lai vận mệnh của chính gia đình nhà mình. Hãy xin phép là dành một chút thời gian để em chia sẻ buổi live của em nhé. Các anh chị đến vào tầng live của em thì có thể cho em xin một bình luận, một lượt chia sẻ hoặc một nút a cầm nêu bật để cộng hưởng nguồn năng lượng tích cực cho em. Để xé một chút nha. Xin chào hai anh chị đầu tiên. Anh nhìn trời vào một chút nha. Ừ, hôm nay có anh chị nào lên giao lưu với em à không? Em chào anh Nghĩa. Thật ra mình nhìn thấy Nghĩa đầu tiên. Cảm ơn anh đã ghé vào từng này ủng hộ em nhé. Anh Nghĩa cũng lâu rồi không phải quê nhỉ. Anh chị chờ em một chút xíu nữa. Vâng, vâng, em cảm ơn anh. Chúc anh có buổi tối vui vẻ, hạnh phúc với gia đình nhé. Và đặc biệt là tối hôm nay sẽ có một giấc ngủ ngon và sẽ nhận được nhiều giá trị từ buổi live của em. Các anh chị chờ em làm một chút xíu nữa, em chia sẻ sắp xong rồi. Chắc tháng sau. Và vừa rồi em thấy mùng 2 tháng 9 thì em thấy anh bận, không phải quê được. Vậy thì chết. Hôm nay ngày cuối tuần, các anh các chị có đi chơi đâu không ạ? Em thấy nhiều anh chị là được nghỉ thứ bảy đúng không ạ? Em Hà thì vẫn phải đi làm cả thứ bảy. Xin phép em chia sẻ luôn nhé. Không biết hôm nay có anh chị nào lên giao lưu với em nào không nhỉ? Hôm qua hôm nay em toàn live mình buồn quá. Em xin chào anh Kỳ Công. Cảm ơn anh Kỳ đã luôn dõi theo em và ghé với từng live của em nhé. Chúc anh có buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình ạ. Lúc nào anh Kỳ lên giao lưu với em đi anh Kỳ ơi. Anh Kỳ Công, không biết anh tên là Kỳ hay tên là Công.
Em xin phép để tắt nhạc nhá, để em lên cao đi trò chuyện với các anh chị. Dạ vâng, em cảm ơn anh Nghĩa. Hôm nào cũng được anh Nghĩa vào ủng hộ. Em xin chào 12 anh chị. Em nhìn thấy mắt xem bây giờ nhìn thấy lên 12 anh chị rồi. Các anh các chị có thể cho em xin những chàng số 9 được không ạ? Hoặc là một lời chia sẻ để cho nhiều người biết đến buổi live của em được không ạ? Chào em Gấm nha, cảm ơn các chị đã luôn luôn yêu thương và đồng hành cùng ủng hộ em Hà trong những buổi live của em. Và đến hẹn lại lên thì em Hà lại tiếp tục lên giao lưu trò chuyện với các chị liên quan đến một cơ hội làm kinh tế, và một cơ hội làm kinh tế nó phù hợp với tất cả mọi người. Nếu như một cơ hội mà chúng ta phải bỏ ra cái số vốn nó quá lớn, một cái cơ hội mà chúng ta phải phải là người mà tăng vào nghe cô giáo chia sẻ với công nghệ. Dạ vâng, em cảm ơn anh Kỳ Công. Một cái cơ hội mà chúng ta phải bỏ ra một cái số vốn quá lớn mà nó lại không có sự tăng trưởng nhiều về tài sản, thì em nghĩ nó không phải là cơ hội cho mình, đúng không ạ? Hoặc là cơ hội dành cho số đông. Đấy. Và cái thứ hai nữa là cái cơ hội ấy mà nó lại, cái tài sản đấy nó lại không sinh ra dòng tiền, thì các anh chị sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu, đó chính là mình đạt được mục tiêu tự do về tài chính, đúng không ạ? Và khi mình đạt được mục tiêu tự do về tài chính thì các anh chị sẽ thấy là cái mục tiêu giàu có của chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ đạt được. Có chăng là chúng ta có mở rộng lòng mình ra để tìm hiểu hay không? Và chính vì cơ hội nó tuyệt vời mà Ngài Chủ tịch Anatoly Ricky là một nhà khoa học, ông muốn trao cho tất cả mọi người trên thế giới, nếu như ai nhận ra thì đó là cơ hội. Và trước khi mà em đi chia sẻ với cái nội dung chính của buổi live ngày hôm nay thì em cũng xin cập nhật thông tin để cho các anh chị có thể dõi theo, và các anh các chị có thể đánh giá cơ hội về việc mà sở hữu cổ phần của tập đoàn UST. Bởi vì em thấy là xuất hiện trong buổi live của em đã có nhiều anh chị đang là cổ đông của UST rồi, nhưng cũng có những anh chị chưa là cổ đông của UST. Thì để các anh các chị có một cái đánh giá khách quan về cái cơ hội này. Tại sao chúng em lại dám lên đây chia sẻ một cách công khai hàng ngày như thế này trên mạng internet đến với mọi người. Đấy. Anh nghĩ anh đang muốn đồng hành cùng em đây. Dạ thế tuyệt vời quá anh ạ. Thế thì anh về sớm nhá, bởi vì là nát em sẽ chia sẻ cho anh là đợt tới này là một cái chương trình rất là tuyệt vời của công ty dành cho các cổ đông á. Đấy. Thế thì đợt tới này này, khoảng cuối tháng 9, tức là bây giờ đang 27 rồi. Một hai hôm nữa là một đoàn cổ đông sẽ sang Belarus để ngồi trải nghiệm trên con tàu thăm doanh nghiệp của mình, gặp Ngài Chủ tịch để chứng thực cho chúng ta biết được là cái số tiền chúng ta đầu tư vào đây có phải là được Ngài Chủ tịch vận hành nó một cách hiệu quả hay không. Đấy, thì để giúp cho các chị chứng thực được là cái công nghệ này có thật hay không này. Cái thứ hai là cái số tiền mà Ngài Chủ tịch sử dụng khi mà chúng ta góp vốn vào thì có được mà sử dụng hiệu quả hay không. Cái thứ ba là doanh nghiệp của chúng ta là một doanh nghiệp lớn như thế nào, thì các anh chị sẽ dõi theo. Có thể là những buổi em sẽ chia sẻ những cái buổi live của một số anh chị ở bên Belarus về, hoặc là có thể là em theo dõi trực tiếp một số buổi live của các anh các chị bên đó, thì em sẽ tag tên các anh các chị. Thì rất mong rằng các anh chị sẽ cập nhật thông tin này để đừng bỏ lỡ một cái cơ hội tốt như thế này trong cuộc đời làm kinh tế của chúng ta. Bởi em biết rằng là nhiều anh chị, chúng ta thấy là đi làm gì cũng là để làm kinh tế, đúng không ạ? Và chúng ta thấy là nhiều anh chị mong muốn là mình thay đổi được bức tranh tài chính của mình. Và không biết là các anh các chị có suy nghĩ như thế nào, nhưng với bản thân em Hà, khi biết đến cơ hội này thì em Hà luôn luôn đặt ra mục tiêu là chỉ lên làm thuê một thời chứ không bao giờ làm thuê cả đời. Bởi vì các anh chị thấy nếu như chúng ta cứ làm thuê cả đời thì cuộc đời của chúng ta 5 năm, 10 năm, 20 năm sau nó vẫn như vậy thôi, nó không có gì thay đổi cả, đúng không ạ? Và một cái thông tin thứ hai nữa dành cho các cổ đông của UST và những anh chị đang chuẩn bị là cổ đông của UST, đó chính là một cái chương trình mà công ty đang dành tri ân cho những nhà đầu tư ở cái giai đoạn cuối này. Nếu như chúng ta có thể mở gói trả góp và chúng ta hoàn thành trước cái gói trả góp ấy thì chúng ta sẽ được tặng thêm 40% cổ phần, tức là cùng với một cái số tiền như vậy nhưng
chúng ta sẽ gia tăng thêm được cái số tài sản mà chúng ta nắm giữ. Nó cũng giống như cái câu chuyện là khi các anh các chị đi mua hàng, chúng ta rất thích mua hàng giảm giá, thì đến thời kỳ này, thời điểm này thì doanh nghiệp tập đoàn của chúng ta dành cho chúng, ngài chủ tịch dành cho chúng ta ở cái giai đoạn cuối này, bởi vì ngài mong muốn là sẽ giúp cho những người nghèo, những người mà trung lưu chưa giàu thay đổi được cuộc sống, thay đổi được bức tranh tài chính. Bởi ông nói rằng là tôi không muốn là người giàu thì càng giàu thêm, tôi mong muốn là trao giá trị này cho những người nghèo. Vì lẽ đó mà cái thời gian nó có hạn đấy các anh các chị. Vì vậy mà các anh các chị hãy để ý những cái chương trình mà công ty ra khi mà được nhắn vào trong văn phòng cá nhân của các anh các chị với những nhà đầu tư mà đã là nhà đầu tư của ET rồi. Và các anh chị để ý cho em là với những anh chị mà là nhà đầu tư đang ở cấp bậc partner thì lại chia ra làm hai thời điểm các anh các chị nhé. Partner dành cho nước ngoài riêng, những nhà đầu tư là được xác minh là quốc tịch nước ngoài và quốc tịch Việt Nam là hai thời điểm khác nhau ạ. Partner dành cho nhà đầu tư mang quốc tịch nước ngoài thì được đầu tư trước và được hưởng cái chính sách này trước, sau đó mới đến partner dành cho thị trường Việt Nam. Đấy thì các anh chị có thể là dựa vào đó để các anh chị gom được thêm số lượng cổ phần của mình theo mong muốn. Xin chào em Mẫn Nguyễn nhé. Xin chào chị Phương Trần. Em xin chào chị Thịnh Chu. Em xin chào anh Sơn Liêm. Cảm ơn anh Liêm Việt Kiều đã ghé vào tương lai của em, ủng hộ em. Đấy, đấy là hai cái thông tin. Sau cái chuyến đi hôm tới này thì sau ngày 2 tháng 10 sẽ có một chuyến đi nữa, tức là có hai đoàn các anh các chị nhé. Và em cũng xin chia sẻ, nhấn mạnh với các anh các chị là đoàn cổ đông, tất cả các cổ đông của ET của Việt Nam đợt này sang đu Belarus thì không phải là công ty Đài Thọ tiền đâu, mà tất cả cổ đông đều tự bỏ tiền túi ra. Và mỗi một nhà đầu tư họ bỏ khoảng gần 100 triệu đấy, sắp xỉ 100 triệu để họ đầu tư để đi lần này đấy. Tức là gì? Họ đi để chứng thực cho chúng ta, họ đi để thể hiện cái trách nhiệm của họ, của các cổ đông với cái cơ hội mà hiện tại em Hà với lại nhiều anh chị đang chia sẻ. Còn bản thân em thì em cũng đặt ra mục tiêu là có thể sang năm mình không đi được Belarus thì mình sẽ sang Dubai, bởi vì em rất muốn là được ôm ngài chủ tịch. Ôm ngài chủ tịch một cái nó giống như kiểu như câu chuyện mà mình mong muốn mình được gặp Bác Hồ với các anh các chị. Đấy, thì trước khi mà giao lưu chia sẻ với các anh các chị với cái chủ đề mà ban nãy em Hà có đặt ở trên cái đầu với buổi live của mình, thì em Hà cũng xin chia sẻ cái thông tin như vậy để giúp cho các anh các chị có cập nhật thêm về doanh nghiệp của mình, và đặc biệt là có một nguồn năng lượng tích cực để giúp chúng ta tích lũy được tiền để gia tăng thêm, gom thêm được số lượng cổ phần ở cái giai đoạn cuối cùng, cái giai đoạn mà dùng cái từ là giai đoạn bắt đáy đấy anh các chị. Xin chào em Vũ Ngọc Quyết nhé, cảm ơn em đã ghé vào tương lai của chị. Quyết có hay like không? Có lên like với chị không? Đấy, thế thì hôm nay thì em Hà cũng rất muốn là chia sẻ với các anh các chị với một cái chủ đề là đầu tư cổ phần doanh nghiệp để nhận cổ tức là gì, nó có khó không, và cách kiếm tiền này thì nó có phù hợp với tất cả mọi người không. Và theo suy nghĩ của nhiều người thì nói rằng cách kiếm tiền này nó có phải là cái cách kiếm tiền mà không tưởng không? Bởi vì nhiều người đang không tin về nó. Thế thì em Hà cũng xin chia sẻ để nhiều anh chị, bởi vì em thấy xuất hiện trong tương lai của em là có một số anh chị đang chưa là cổ đông của ET. Những anh chị đã là cổ đông và đã sở hữu cho mình cổ phần của doanh nghiệp rồi, có thể là doanh nghiệp VT hoặc một cái doanh nghiệp nào đó ở nước ngoài hay là doanh nghiệp ở Việt Nam, thì các anh chị đã biết về cái hình thức đầu tư này rồi, nhưng nhiều anh chị đang không biết về cách đầu tư này. Đấy, tức là đầu tư cổ phần doanh nghiệp để nhận cổ tức là gì. Thì ở đây em Hà cũng xin giải thích cho các anh chị là trong cái khái niệm này thì nó có một số những cái từ key, đó chính là cổ phần doanh nghiệp là gì. Đấy, thì các anh chị hiểu nôm na là cổ phần doanh nghiệp có nghĩa là phần chia nhỏ nhất của vốn điều lệ, bởi vì mỗi một doanh nghiệp khi họ thành lập thì đều phải có vốn điều lệ, và dựa vào vốn điều lệ ấy thì doanh nghiệp mới có thể gọi vốn được, bởi vì một cái mạch máu quan trọng nhất của doanh nghiệp đó chính là cần có vốn. Nhưng để có vốn điều lệ ấy thì doanh nghiệp đó phải có cái gì? Có thể là có một cái thông tin mà nó giá trị để đem đi định giá, có thể là phát minh hoặc sở hữu trí tuệ có giá trị để đem đi định giá. Đấy, thì để làm gì? Để được một cái tổ chức tài chính nào đó họ chứng nhận cho là cái tài sản này nó được định giá tối thiểu là bao nhiêu. Thường là họ sẽ định giá theo mức tối thiểu. Đấy, thì doanh nghiệp sẽ dựa vào đó để xác định vốn điều lệ, và dựa vốn điều lệ ấy thì doanh nghiệp sẽ phát hành cổ phần. Đấy, phát hành cổ phần tương ứng với cái vốn điều lệ ấy, tương ứng với vốn điều lệ đó.
À, ví dụ như với tập đoàn OET của mình thì 4 điều lệ của doanh nghiệp mình khi mà tập đoàn OET mình huy động vốn thì được định giá là 400 tỷ đô. Đấy. Nhưng doanh nghiệp mình không gọi vốn hết cái số vốn điều lệ ấy, mà cái số cổ phần mà mình phát hành ra đến từ giai đoạn 1 cho đến bây giờ nó rơi vào khoảng chừng là 147 tỷ cổ phần. Đấy. Thì đến thời điểm này thì doanh nghiệp của chúng ta đã gọi vốn đến thời điểm bây giờ là nó rơi vào khoảng chừng là chắc là bây giờ nhìn cái giấy chứng nhận, em nhìn thấy vừa rồi cái giấy chứng nhận sớm nhất của một số nhà đầu tư của em và của em ấy, thì em thấy là nó rơi vào khoảng chừng là 120 tỷ, tức là vẫn còn một số cổ phần nhất định, nhưng nếu như có nhà đầu tư lớn họ nhảy vào thì có thể số cổ phần nó sẽ hết đấy. Thì khi mà chúng ta ở đây thì chúng ta hiểu cái đầu tư cổ phần doanh nghiệp có nghĩa là chúng ta thấy một cái doanh nghiệp tiềm năng thì chúng ta sẽ góp vốn với cái doanh nghiệp đó với cái số vốn mà trong khả năng có thể của mình. Các anh chị có nhiều thì các anh chị góp nhiều, các anh chị có ít thì góp ít đấy. Và khi góp vốn thì các anh chị sẽ nhận được quyền lợi là doanh nghiệp đảm bảo cho mình là số cổ phần tương ứng với số tiền mà anh chị đầu tư. Các anh chị có nhiều thì các anh chị nhận được nhiều cổ phần, các anh chị có ít thì các anh chị được nhận được ít cổ phần. Nhưng cái lĩnh vực đầu tư cổ phần doanh nghiệp mà em Hà đang chia sẻ là đầu tư cổ phần doanh nghiệp trước IPO, tức là trước khi niêm yết trên sàn chứng khoán. Vì lẽ đó mà chúng ta sẽ được nhận cổ phần với giá ưu đãi, tức là giá rẻ hơn khi mà doanh nghiệp ấy so với cái thời điểm doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán. Đấy, xin chào em Trần Khánh, xin chào anh Trần Văn Hiệu, anh Trần Văn Hiệu, chào em là chào sếp. Xin chào em Yến Nguyễn nhé, cảm ơn các anh chị đã ghé vào tương lai của em. Thế thì chúng ta sẽ nhận được cái số lượng cổ phần tương ứng với số tiền mình đầu tư. Vậy thì cái số cổ phần ấy nó sẽ có giá trị như thế nào? Theo thời gian, nó sẽ tăng trưởng theo thời gian các anh chị. Tăng trưởng cái nấc quan trọng nhất, nấc đầu tiên là nó sẽ tăng trưởng nhiều lần khi doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán. Tức là gì? Cái lĩnh vực đầu tư chúng ta góp vốn vào doanh nghiệp có nghĩa là chúng ta tạo ra một mã chứng khoán trên sàn. Hay nói khác, chúng ta đang là cha đẻ của một mã chứng khoán ấy. Đấy. Thì với giá trị nội tại của doanh nghiệp mà lớn, đặc biệt là những cái doanh nghiệp mà có sức ảnh hưởng lớn đối với lại thị trường trên thế giới ấy, thì khi họ niêm yết trên sàn chứng khoán thì giá cổ phần nó sẽ có giá trị rất là cao. Và khi có giá trị cao trong quá trình niêm yết trên sàn chứng khoán đó thì sẽ có lợi cho doanh nghiệp, bởi vì doanh nghiệp có cái, tức là sẽ quảng bá được cái hình ảnh và sản phẩm của doanh nghiệp mình đối với toàn thế giới này. Cái thứ hai nữa là doanh nghiệp sẽ thu hồi được nhiều vốn, thu hút được nhiều vốn để thực hiện những cái dự án dài hơi hơn, dự án lớn hơn. Đấy, so với hình thức gọi vốn là trước đó là các cá nhân góp vốn. Đấy. Và cái cổ phần của mình ấy, sau khi mà niêm yết trên sàn chứng khoán rồi, tức là sau IPO các anh các chị, và với những cái doanh nghiệp tiềm năng hoặc những cái doanh nghiệp mà sau này nó trở thành những gã khổng lồ trên thế giới, nó là những cái tập đoàn ấy, thì sau IPO giá cổ phần của các doanh nghiệp nó vẫn tăng. Đấy. Và đấy chính là lý do vì sao mà đầu tư cổ phần doanh nghiệp chính là kênh đầu tư nhân tài sản tốt nhất, có thể nhân cho các anh các chị nhiều lần. Mà cái số tiền nó nhân lên được ở đây nó không phải là theo cái kiểu viển vông nhiều anh chị nói rằng là đây là cái kiểu như là mọi người nghĩ là kiểu như há miệng chờ sung và không làm mà có ăn, chứ không phải. Mà cái số tiền ở đây mình đầu tư vào là có người vận hành thay cho mình, đó chính là chủ các doanh nghiệp. Họ có đội ngũ, các ban ngành trong những cái tập đoàn ấy, trong cái công ty ấy, họ vận hành tiền cho mình. Và khi công ty lớn lên, có nghĩa là tiền mình là cổ đông thì cái số cổ phần của mình nó cũng sẽ lớn lên. Và nếu như khi doanh nghiệp niêm yết trên sàn hoặc sau khi niêm yết rồi mình muốn bán đi thì cái số tiền chênh lệch mà mình nhận được ấy thì không phải công ty là người trả, mà chính các nhà đầu tư sau họ thấy cái doanh nghiệp này tiềm năng thì họ vào, họ mua cổ phần, mua cổ phiếu trên sàn. Đấy, thì chúng ta mới nhận được cái tiền mà tăng trưởng lớn như thế. Nó cũng giống như cái câu chuyện mà các anh chị mua một miếng đất, mà ngày hôm nay các anh chị chỉ mua 1 tỷ, nhưng có thể vài năm sau có những nhà đầu tư họ thấy cái vị trí này nó đẹp, đông đúc người đi lại và có thể kinh doanh được, để phát triển được, để cho thuê nhà được này, thì có thể là họ trả cho mình 2-3 tỷ, thậm chí là nhiều hơn. Đấy, thì chúng ta hình dung là cái tài sản chúng ta tăng trưởng như vậy. Nhưng có một quyền lợi nữa mà nhiều nhà đầu tư khi mà họ tham gia đầu tư vào lĩnh vực cổ phần doanh nghiệp là họ giữ cái cổ phần đó để họ hưởng lâu dài và họ không bán đi. Đấy, để họ trở thành cổ đông lâu dài của cái công ty đó, của cái tập đoàn đó, để họ nhận một quyền lợi thứ hai các anh chị. Đó chính là cái quyền lợi nhận về tiền lãi, hay còn gọi là tiền cổ tức các anh chị. Và nhiều anh chị thấy chúng em chia sẻ bảo cái cổ tức này chắc nó phải tức đến cổ, nhưng không phải. Có nghĩa là tiền lãi mà doanh nghiệp phải trả cho các cổ đông, bởi vì
cái trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với các cổ đông là gì? Các cổ đông đang cho họ vay tiền thì đến khi doanh nghiệp làm ăn nên làm ra, họ phải có trách nhiệm là trả tiền lãi cho các nhà đầu tư, đó chính là tiền cổ tức. Thế vậy thì ở đây em Hà xin cắt nghĩa lại cho các anh các chị cái câu hỏi đầu tiên, đó chính là gì? Đầu tư cổ phần doanh nghiệp để nhận cổ tức có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta góp vốn vào doanh nghiệp để chúng ta trở thành cổ đông của doanh nghiệp đó, đúng không ạ? Chúng ta có cổ phần của cái doanh nghiệp ấy và doanh nghiệp phải trả lãi, tiền lãi chúng ta gọi là tiền cổ tức. Đấy, tiền cổ tức dựa theo số lượng cổ phần mà mình nắm giữ. Đấy là câu trả lời thứ nhất này. Đầu tư cổ phần doanh nghiệp để nhận cổ tức là gì? Là đấy là chúng ta góp vốn vào doanh nghiệp để nhận được tiền lãi của cái doanh nghiệp ấy trả cho mình. Nôm na nói là như vậy. Vậy thì cách đầu tư này nó khó, có khó không này? Cách kiếm tiền này nó có phù hợp với tất cả mọi người không và có phải là không tưởng không? Thì em Hà xin trả lời chung ba cái câu hỏi này luôn ở trong cái phần sau. Thực ra cách đầu tư này trước đây với em Hà thì em thấy nó rất là khó, bởi vì em không biết một cái cơ hội nào tốt và mình chưa biết được một cái doanh nghiệp nào tiềm năng. Và trước đây cái kênh đầu tư này nó chỉ dành cho những người giàu thôi, tức là những người mà họ chứng minh được cái tài sản của họ. Ví dụ như người Mỹ, họ phải chứng minh được họ phải có thu nhập là họ phải có thu nhập lớn ở trong tài khoản của mình này. Tài sản của họ là họ phải sở hữu cho mình cái tài sản lớn và góp cái số vốn lớn, đúng không ạ? Nhưng kể từ sau khi đạo luật job của Tổng thống Mỹ Barack Obama ra đời thì cho phép các setup khởi nghiệp có thể gọi vốn theo hình thức cộng đồng trên nền tảng Internet, tức là họ không quảng cáo trên TV mà họ chia sẻ cái cơ hội này rộng rãi trên mạng xã hội, giống như em Hà đang chia sẻ cho các anh chị đây này. Đấy, giống như em đang chia sẻ cho các anh chị và nhiều anh chị cũng đang chia sẻ như thế này. Đấy. Thế thì trước đây thì nó khó nhưng bây giờ nó rất là dễ, bởi vì là cái hình thức gọi vốn cộng đồng này cho phép là các cá nhân nhỏ lẻ góp vốn với số vốn rất là nhỏ. Và với cách gọi vốn này, các anh chị hình dung là đây là cách gọi vốn rất thông minh các anh chị nhé. Nó lợi cho cả doanh nghiệp, lợi lạc cho cả doanh nghiệp và lợi lạc cho cả các nhà đầu tư. Tại sao lợi lạc cho doanh nghiệp? Bởi vì các anh chị hình dung là khi doanh nghiệp họ mới thành lập thì họ gặp khó khăn về vốn, đúng không ạ? Bây giờ các anh chị hình dung nếu như họ gọi vốn dưới hình thức các cá mập góp vốn thì các anh chị thấy là những tỷ phú họ có nhiều tiền như thế, và cái cuộc chơi của những tỷ phú mà có nhiều tiền ấy, thì thường các anh chị thấy là họ không bao giờ để nguyên, để yên cho cái doanh nghiệp ấy họ hoạt động theo cách mà họ vận hành đâu, mà thường họ sẽ khống chế cái doanh nghiệp. Và thường những cái người mà họ đứng đầu các doanh nghiệp, họ không muốn là khi mà được người khác góp vốn cho mình mà lại bị khống chế như vậy, thì họ sẽ không thực hiện được hết những ý tưởng mà khi mà họ thành lập, trong quá trình họ thành lập doanh nghiệp họ đưa ra. Đấy. Cái thứ hai nữa đó chính là gì? Cái thứ hai là nếu như mà các cái doanh nghiệp này mà là họ lại sử dụng cái hình thức gọi vốn đó chính là theo cái cách mà vay ngân hàng ấy, thì các anh chị thấy là doanh nghiệp họ mới kinh doanh, đúng không ạ? Mới thành lập, họ có khi là họ chưa có doanh thu, đúng không? Chưa có lợi nhuận. Thế mà bây giờ họ lại phải chịu cái lãi suất vay ngân hàng, thì phải chịu lãi suất, đúng không ạ? Mà chịu lãi suất như thế với một cái doanh nghiệp mà họ chưa làm ăn, chưa có lãi ở cái thời điểm đầu, thì các anh chị sẽ thấy là rất dễ doanh nghiệp ấy dẫn đến cái việc doanh nghiệp sẽ bị phá sản, đúng không ạ? Đấy là cái thứ nhất, là gọi vốn theo hình thức cộng đồng sẽ giải quyết cái vấn đề về vốn cho doanh nghiệp mà doanh nghiệp không phải vướng bận về cái chuyện trả lãi sớm này, không bị. Cái thứ hai nữa là không bị những nhà đầu tư lớn can thiệp vào quá trình phát triển của doanh nghiệp ở cái giai đoạn đầu, đúng không ạ? Và cái cách gọi vốn này nó còn cái thông minh ở chỗ nữa, đó chính là gì? Nó sẽ huy động được một cái đội ngũ các cổ đông hùng hậu và trở thành những cái fan hâm mộ cho doanh nghiệp, có đúng không các chị? Và fan hâm mộ này chính là những người mà họ gắn bó quyền lợi với doanh nghiệp của mình, thì họ sẽ là người trực tiếp đi quảng bá về doanh nghiệp của chính họ, đúng không ạ? Và khi họ quảng bá về doanh nghiệp của chính họ thì các anh chị sẽ thấy là công ty sẽ là người được hưởng lợi, đúng không ạ? Hưởng lợi, mà công ty hưởng lợi thì các cổ đông cũng sẽ là người được hưởng lợi. Thế cho nên là cái việc gọi vốn theo hình thức cộng đồng này thì các anh chị sẽ thấy là nó sẽ giúp cho doanh nghiệp lợi lạc cho cả doanh nghiệp và giúp cho doanh nghiệp vượt qua những khó khăn ở cái giai đoạn đầu. Bởi vì các anh chị hình dung cái giai đoạn đầu với những cái doanh nghiệp mới thành lập là cái giai đoạn khó khăn nhất. Cháu xin chào cô Huyền ạ. Cảm ơn cô đã ghé vào Tương Lai ủng hộ cháu ạ. Xin chào em Hân nha, em Hân nên giao lưu với chị không? Thế còn với các cổ đông ấy các anh chị, thì cách gọi vốn này thì rất lợi cho các cổ đông. Bởi vì sao? Bởi vì các anh chị hình dung là nếu như những người mà họ đã giàu rồi, rất giàu rồi, thì họ tìm kiếm các thương vụ đầu tư nó dễ lắm, đúng không ạ? Họ không có thương vụ đầu tư này
thì họ lại có thương vụ đầu tư khác, đúng không ạ? Họ đã sở hữu tài sản lớn này, họ có nhiều tiền rồi thì họ đầu tư vào đâu cũng được. Nhưng với những người chiếm đa số trong xã hội mà muốn thay đổi cuộc sống của mình, đó chính là những người có thu nhập thấp này, có những người trung lưu này, hoặc những người có gọi là thuộc cái top, gọi là có đời sống nó cao hơn một chút, cao hơn một chút đấy, thì mình muốn tìm kiếm những cái thương vụ đầu tư mà em nghĩ rằng bỏ ra một vài triệu này, vài chục triệu này, hoặc là trăm triệu, thì em nghĩ đến bây giờ là không thể đầu tư được vào cái gì, trừ khi là kinh doanh cái gì đó nhỏ nhỏ, kinh doanh online nhỏ nhỏ thì may ra còn có thể làm được. Nhưng mà nếu không khéo thì có khi ăn vào cả tận vốn, bởi vì là mình bỏ ra số tiền này nhưng mình lại thu dần bằng cái số tiền rất là nhỏ, rất là nhỏ. Đấy, thế thì cái cách đầu tư này thì nó phù hợp với tất cả mọi người. Người nghèo cũng tham gia đầu tư được này, trung lưu đầu tư được này, đúng không ạ? Giàu cũng đầu tư được này, và rất rất giàu cũng có thể đầu tư được. Đấy, bởi vì cái số vốn mình góp với doanh nghiệp, từ cái số vốn rất nhỏ cũng có thể tham gia đầu tư được. Đấy là cái lợi thứ nhất cho các nhà đầu tư. Cái lợi thứ hai cho các nhà đầu tư khi mà các doanh nghiệp họ gọi vốn theo hình thức cộng đồng này, đó chính là gì? Đó chính là các nhà đầu tư họ vốn là những người rất bình thường, thì với cái cơ hội góp vốn này thì các nhà đầu tư vô hình chung tự dưng họ sẽ sở hữu cho mình một cái cơ hội, là một cái tấm vé cá mập. Mà cái tấm vé này trước đây thì nó chỉ dành cho giới những người giàu, nhưng bây giờ với cơ hội này thì những người nghèo, những người trung lưu, hoặc là những người có cái thu nhập cao hơn cũng có thể tham gia đầu tư được, có đúng không anh các chị? Đấy, và chính vì lẽ đó mà đây chính là một cái lĩnh vực đầu tư mà nó phù hợp với tất cả mọi người, và nó lợi lạc không chỉ đối với doanh nghiệp mà nó còn lợi lạc cho cả các nhà đầu tư. Đấy, và chính vì vậy mà các anh chị thấy là kể từ sau cái đạo luật job của tổng thống Mỹ Barack Obama, cái đạo luật việc làm ấy, thì các startup khởi nghiệp ở Mỹ và nhiều nước trên thế giới họ đều gọi vốn theo hình thức này, và UET của chúng ta cũng gọi vốn theo cái hình thức đó. Thế cho nên là trước đây thì cái cách đầu tư để hưởng cổ tức này thì nó rất là khó, nhưng đến bây giờ thì nó lại rất là dễ. Và bây giờ thì không phải chỉ mỗi có UET đâu, mà một số những cái doanh nghiệp khác họ cũng khởi nghiệp theo hình thức như thế này các anh chị. Vì lại đó, đây mới là cơ hội để giúp cho chúng ta có thể gia tăng được tài sản và tạo ra được dòng tiền. Đấy, và thông qua câu trả lời đó thì các anh chị sẽ thấy là cách kiếm tiền này nó phù hợp với tất cả mọi người. Và cách kiếm tiền này nó không phải là không tưởng, bởi vì hiện tại bây giờ một bộ phận nhỏ những người dân trên thế giới và Việt Nam họ cũng đang kiếm được tiền bằng cách này rồi. Nhưng có chăng là mình không biết đến cơ hội này từ trước? Ví dụ như em chẳng hạn, em nghĩ bảo là nếu như mình mà biết đến cơ hội này tốt hơn, sớm hơn, mình biết đến lĩnh vực đầu tư cổ phần này sớm hơn, ví dụ như ngày xưa mình giá như mình biết đến Facebook sớm hơn, mà mình được góp vốn như cái câu chuyện mà anh Lương Văn Vân, được người bạn của anh ấy chia sẻ, thì đến thời điểm bây giờ thì chúng ta đã có một khối tài sản rất là lớn rồi. Các anh chị vẫn nhớ câu chuyện của anh Vân đúng không ạ? Đấy. Hoặc là nếu như trước đây mà mình biết để mình đầu tư vào FPT của Việt Nam đi, hay là mình biết đến đầu tư vào hóa chất Đức Giang của Việt Nam đi, hay là mình biết đến đầu tư vào Vinamilk của Việt Nam hay Bia Sài Gòn của Việt Nam chẳng hạn, thì chúng ta đã có một cái khối tài sản lớn rồi, đúng không ạ? Có một khối tài sản lớn rồi. Nhưng ngày bây giờ các anh chị thấy làm gì có ai chia sẻ cho mình? Và có chăng thì với những cái doanh nghiệp mà họ phát triển rồi á, họ đã phát triển rồi ấy, thì thường họ chỉ ưu tiên cho cán bộ công nhân viên của công ty thôi, chứ người ta không mời đến người ngoài, và cũng chẳng ai chia sẻ trên mạng xã hội như thế này để cho chúng ta biết. Cho nên là mình mới không biết đến cơ hội này, và mình không biết đến cho nên mình không được góp vốn. Hoặc là ví dụ như ở Bắc Ninh của em ấy, có một hôm em lên thành phố Bắc Ninh, em ngồi ở một cái quán cà phê để em chờ một nhà đầu tư của em, thì cũng ngồi vào cái quán cà phê ấy, thì chị có nói rằng là tại vì lúc bấy giờ em nói đến cái thông tin về cái công ty nước sạch Bắc Ninh ấy, ngay cái chị là một công ty mà họ cũng thành lập khá lâu rồi, và mấy năm trở lại đây thì họ đều trả cổ tức đều đặn cho các cổ đông. Mà có những lúc bấy giờ thì em nhắc đến câu chuyện này thì cái chị chủ quán chị nói rằng là ừ thì chị cũng quen một số người ở đó, họ làm cho công ty và họ được công ty có lúc thưởng bằng cổ phần, có lúc thì lại được mua cổ phần với giá ưu đãi, và có những người họ nhận ra ấy, thì họ nắm giữ cái cổ phần ấy trong dài hạn, và đến bây giờ họ nhận được tiền cổ tức anh các chị, họ nhận được tiền cổ tức. Và năm nay là ở công ty nước sạch Bắc Ninh thì họ trả cổ tức với tỷ lệ là 5%, tức là mỗi một cổ phần thì nhận được 500 đồng con. Đấy, 500 đồng con.
Vậy thì mình sở hữu 100.000 cổ phần, mình đã nhận được 50 triệu đồng rồi, đúng không ạ? Mình sở hữu 1 triệu cổ phần, mình đã nhận được 500 triệu Việt Nam đồng rồi. Đấy, thế vì vậy mà cái kiếm tiền nó này nó không khó. Và nó không phải là cách kiếm tiền không tưởng. Đấy, không tưởng. Và nó đang là cách kiếm tiền của một cái tỷ lệ số người rất là nhỏ trong xã hội thôi. Rất là nhỏ trong xã hội. Nó thuộc nhóm khoảng 5% dân số của xã hội thôi. Và họ vẫn đang kiếm tiền được bằng cách này. Chỉ có điều là các anh các chị và các anh các chị đã nhận ra cái cơ hội này hay chưa hay không? Và các anh chị có sẵn sàng là các anh chị xuống tiền để các anh chị đầu tư nó hay không? À, em xin chào anh Quân nha, cảm ơn anh đã ghé vào tiếng này ủng hộ em. Xin chào bạn Dương Oanh, xin chào anh Trần Công. Chào em, không biết là em Lương Bộ. Cảm ơn các anh, các chị, các em đã ghé vào tiếng này ủng hộ em trong những buổi live này, live của em. Đấy, thế thì trong cái buổi giao lưu ngày hôm nay thì em cũng xin chia sẻ với các anh các chị để các anh chị hiểu rõ hơn về cái lĩnh vực đầu tư này, về cái cách mà mình đầu tư và khi mình tham gia đầu tư thì tiền của mình nó vận hành ra sao, để giúp cho chúng ta có một cái nhìn toàn diện, một cái nhìn khách quan về cơ hội này. Tại sao nó là cơ hội, là một cái tấm vé cá mập mà trước đây nó chỉ dành cho giới những người giàu thôi, nhưng bây giờ cái cơ hội này nó lại phù hợp với tất cả mọi người. Có chăng là các anh các chị có nhận ra cơ hội này hay không, hay là các anh chị vẫn chê nó? Bởi vì em biết rằng là khi mà chia sẻ cái cơ hội sở hữu cổ phần này ấy, thì đa phần mọi người đều chê, mọi người đều bĩu môi và mọi người đều có những cái phán xét mà nói chung là nó tiêu cực, và thường mọi người chỉ nghĩ đến cái tiêu cực thôi và ít người nghĩ đến cái chiều hướng tích cực về cái cơ hội này, ít người nghĩ đến. Nhưng chính những cái số ít ấy mới là cơ hội cho tất cả chúng ta. Chứ còn nếu như tất cả mọi người đều nhận ra cơ hội thì đấy không phải là cơ hội nữa. Anh Kỳ Công bảo phúc tám đời mới biết được cơ hội. Đúng rồi ạ. Thứ nhất là mình phải biết ơn cái người trao cho mình cái giá trị này, cái cơ hội này. Cái thứ hai nữa là mình biết ơn Ngài Chủ tịch. Cái quan trọng là Ngài Chủ tịch, cái anh chị. Nếu như Ngài không trao cái giá trị này cho tất cả mọi người, mà để đến thời điểm bây giờ, nếu như mà Ngài không nghĩ đến các cổ đông, Ngài thời giai đoạn trước đã đồng hành với mọi người, mà bây giờ Ngài Chủ tịch để cho các quỹ lớn họ nhảy vào, thì cổ phần nó hết rồi anh chị. Bởi vì trong một cái tương lai gần thì tiềm năng tăng trưởng của tập đoàn UET của chúng ta quá lớn luôn. Và UET sẽ là một gã khổng lồ trên thế giới. Và câu chuyện của UET sẽ là một câu chuyện để đời. Một cái câu chuyện mà sẽ có rất nhiều người sẽ phải ngỡ ngàng trong tiếc nuối. Bởi vì là có thể là chính bản thân mình bỏ lỡ cơ hội, hoặc là có thể đi hỏi người thân để người thân mình bỏ lỡ, để cho mình bỏ lỡ cơ hội. Nhưng em thấy là có một cái nỗi đau nhất đó chính là gì? Là chính người thân trong gia đình của mình hoặc bạn của mình đã làm để mình bỏ lỡ một cơ hội ấy. Bởi vì em thấy nhiều anh chị có một cái tâm lý là mình thường hay đi, mình đi tìm hiểu một cái mà mình chưa biết, nhưng lại hỏi cái điều mình chưa biết ấy, lại hỏi một cái người ta cũng chẳng biết gì để mà mình tìm hiểu, thì chắc chắn rằng họ sẽ không, người đó, những người ấy sẽ không cho chúng ta được một lời khuyên tốt các anh các chị. Đấy, và với cái việc mà cái cơ hội việc sở hữu cổ phần doanh nghiệp thì đúng là nhiều người chê. Nhưng mà em thấy cũng có những người thì cũng đầu tư theo khả năng của mình, đầu tư chơi là thì thôi mày chia sẻ thì tạo đầu tư một ít, vứt một ít vốn vào đây, biết đâu nó thắng thì là mình thắng, nhưng nếu như nó thất bại thì thôi coi như là mất cái số tiền đấy. Và nếu như mình mất thì một mình biết thôi, để tránh cái trường hợp là sau này ví dụ chẳng may nó mà mất là mọi người bảo là sao mày lại ngu thế, rồi mày thế này mày thế kia, thế mà cũng lại tham gia mà mình không hiểu gì về nó. Đấy, thế nhưng thực chất ra thì em xin cắt nghĩa với các anh các chị, đến với thời điểm này với VT thì doanh nghiệp chúng ta không còn rủi ro nữa, rủi ro duy nhất là về thời gian thôi. Tức là các anh các chị có đủ kiên trì và kiên nhẫn để chờ đợi cơ hội này hay không. Và trong cái thời gian mà mình chờ đợi cơ hội này thành công thì các anh chị vẫn tiếp tục duy trì công việc cũ của mình đi, để giúp chúng ta có cái nguồn thu nhập của gia đình nhà chúng ta, duy trì cuộc sống gia đình nhà chúng ta, đúng không ạ? Và đến khi cơ hội nó thành công rồi thì lúc bấy giờ tài sản của chúng ta nó tăng trưởng theo sự phát triển của doanh nghiệp, và sau này nó tạo ra cho chúng ta cái dòng tiền lớn, thì đến một ngày nào đó chắc chắn các anh chị sẽ đạt được tự do về tài chính. Thực chất ra ấy, thì đầu tư nó là một công việc rất là nhàm chán các anh chị. Có những người mà ta nằm nặp đi lặp lại đến mức độ nhàm chán. Và các anh chị có đồng tình với em rằng là tất cả sự thành công đến với mọi người thì không phải là đều miễn phí, mà sự thành công đều phải có sự trả giá. Thì ví dụ như một cái thương vụ đầu tư mà giúp cho các anh chị thành công như thế này thì các anh chị phải trả giá bằng cái gì?
trả giá bằng tiền mà các anh chị góp vốn vào doanh nghiệp. Tức là các anh chị phải có tiền để góp vốn. Các anh chị trả giá bằng gì? Trả giá bằng thời gian mà các anh chị phải chờ đợi, đúng không ạ? Thì các anh chị mới nhận được cái kết quả là cái phần thưởng mà sau này có khi người khác mơ không có được. Thế cho nên là em Hà rất là trân quý cái cơ hội này và muốn chia sẻ với mọi người. Và một cái góc nhìn thứ ba, một cái nhóm đầu tư thứ ba, một cái nhóm người thứ ba nữa, các anh chị, trong đó có em Hà và rất nhiều cổ đông của ST. Đó chính là gì? Là những cổ đông mà họ nhận ra giá trị của cơ hội thì họ đầu tư rất nhiều, các anh chị. Thậm chí có những người dịch chuyển tài sản sang, có những người dịch chuyển tài sản lớn sang ấy. Ví dụ bán bất động sản để đầu tư này, bán xe ô tô để đầu tư này, hoặc là bán những cái tài sản lớn để mà đầu tư sang OST. Và cái câu chuyện này đã có rồi, đúng không ạ? Có rồi. Anh Lai thì bán cả đất ở quê, bán đất ruộng ở quê, bán cả ô tô để đầu tư. Anh Liêm thì cũng bán một miếng đất nó mấy tỷ để anh đầu tư. Anh đang là Việt kiều bên Mỹ này, anh chị. Đang là Việt kiều ở bên Mỹ nhưng anh cũng tham gia đầu tư. Đấy. Bởi vì anh nhận ra được là cái giá trị của doanh nghiệp mình. Xin chào em Ngô Huyền nhá. Cảm ơn em đã ghé vào tướng live ủng hộ chị. Thế cho nên là khi mà được chia sẻ cơ hội này, đi chia sẻ cơ hội này thì em Hà thường gặp là ba cái đối tượng người như vậy. Ba đối tượng như vậy. Thứ nhất là những người chê thì phần lớn là đa số. Cái đối tượng thứ hai, cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà đầu tư chơi chơi. Cái nhóm thứ ba nữa là cái nhóm mà đã yêu, tức là tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp, hiểu doanh nghiệp thì lại đầu tư rất là lớn. Và đặc biệt các anh các chị, những người mà họ đã sang Dubai, sang Belarus về thì họ lại càng đầu tư nhiều. Và đến thời điểm cách đây mấy năm trước thì em không nói về cái cơ hội này là nó chắc chắn như bây giờ. Nhưng đến thời điểm này, thời điểm bây giờ thì mọi thứ với doanh nghiệp OST của chúng ta nó đang rất rõ ràng và rất minh bạch. Nó không còn cái gì để mà chứng tỏ rằng OST không phát triển nữa. Và trong một cái tương lai gần, anh các chị, chắc chắn người dân ở trên thế giới đều phải sử dụng đến cái công nghệ này. Trong đó có em Hà, trong đó có các anh chị xem buổi live, ghé vào buổi live của em. Chắc chắn chúng ta phải sử dụng đến công nghệ này. Bởi vì nếu như giao thông mà nó không gặp phải những cái vấn đề như là, nhưng mà là tai nạn, như là ô nhiễm môi trường, như là tắc đường, như là bài toán về tốc độ, bài toán về giá thành, thì em nói thật, làm gì con người phải vất vả là mày mò nghiên cứu ra các hệ thống giao thông khác nhau làm cái gì. Đầu tiên là chỉ đi bộ được, đúng không anh các chị? Đi bộ rồi chạy này, đúng không ạ? Xong là cưỡi ngựa này, cưỡi ngựa xong đó thì ngồi xe ngựa, đúng không ạ? Một xe ngựa ngày xưa đó, cái bánh của nó là bằng gỗ ấy, các anh chị thấy, đường thì lại sốc, ngồi trên cái xe ngựa đấy sốc rụng ruột, đúng không anh các chị? Đấy. Và sau này thì con người mới cải tiến nó, nào là có tàu điện, đúng không ạ? Của phát minh của Edison này, đúng không ạ? Tàu điện này, rồi phát minh ra ô tô này, đường sắt này, máy bay này, đúng không ạ? Rồi tàu điện từ, tàu siêu tốc này, để nhằm giải quyết các cái vấn đề về giao thông. Nhưng những cái bài toán còn lại vẫn gặp phải và chưa giải quyết được thì chỉ có hệ thống giao thông mới của chúng ta hiện tại ra đời này thì mới giải quyết được cái vấn đề đó. Và các anh chị thấy, nếu như chúng ta nhìn thấy cái giá trị lớn của công nghệ của chúng ta như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái tiềm năng của doanh nghiệp chúng ta nó sẽ lớn biết chừng nào. Chia sẻ cho người nhà quê họ sợ họ chạy mất dép. Đúng rồi anh ạ. Thực ra đấy là tâm lý chung thôi anh Phúc Thiên ạ. Tâm lý chung của mọi người. Nó giống như cái câu chuyện các anh các chị cũng nghe rất nhiều những câu chuyện khởi nghiệp của các tỷ phú ở thế giới, đúng không ạ? Khi mà họ khởi nghiệp thì cái lúc khởi nghiệp làm gì có ai tin mấy đâu. Em ví dụ như bác Vượng chẳng hạn ở Việt Nam ấy, cái thời điểm mà bác ấy gặp khó khăn khi bác ấy kinh doanh ở Ukraine ấy, bác ấy thất bại và sau này thì bác xây dựng được cái thương hiệu mì một cái thương hiệu mì tôm ở Ukraine và sau này bác có số vốn lớn và từ cái số vốn lớn ấy thì bác về kinh doanh tập đoàn Vingroup. Nhưng em nói thật, cái lúc mà bác ấy mới kinh doanh và bác ấy gặp khó khăn ấy, thì có phải họ hàng nhà bác Vượng bác ấy đều ủng hộ bác ấy đâu. Có khi là còn có những cái lời phán xét của mày thành công làm sao được, đúng không ạ? Đấy, thì cái lúc mà khó khăn thì người ta cần mình góp vốn, cần mình đồng hành thì mình mới được hưởng ưu đãi, thì mình không đồng hành. Nhưng đến khi mà họ thành công rồi, lúc bây giờ chúng ta nhận ra chúng ta muốn sở hữu, muốn góp vốn hoặc là chúng ta muốn sở hữu tài sản giá rẻ thì nó lại không phải là cơ hội cho mình nữa. Hay là ví dụ như câu chuyện của MacBook, khi anh ấy mời rất nhiều người bạn của anh ấy đến ký túc xá ở Harvard để chia sẻ về cái cơ hội là
hãy góp vốn để đầu tư vào cái mạng xã hội Facebook cùng tôi đi. Và tôi tin tưởng rằng cái mạng này nó là mạng sẽ phát triển trong tương lai và sẽ đem lại nhiều tiền cho các bạn. Nhưng anh chị có biết không, những người bạn của MacBook có nhiều người theo đâu, chỉ có 2 người đồng hành cùng thôi. Đút tin với lại ai nữa nhỉ, em quên mất tên rồi. Một người nữa. Và 2 người sau này đều trở thành những tỷ phú đô la. Và canh chị có biết đợt này MacBook, tài sản của MacBook lại tăng lên nữa không ạ? Bởi vì giá cổ phiếu của Facebook đến thời điểm này là hơn 500 đô. Và MacBook bây giờ anh ấy trẻ như vậy, nhưng anh ấy đã có tài sản chạm ngưỡng là hơn 200 tỷ đô. Hơn 200 tỷ đô rồi đấy anh các chị. Tức là bây giờ vượt qua cả Warren Buffett. Và chỉ đứng sau 2 tỷ phú, một là Elon Musk, là người sáng lập ra tập đoàn Tesla, và người thứ hai đó chính là Jeff Bezos, là người sáng lập ra tập đoàn Amazon. Kể cả ngày xưa khi Amazon, Jeff Bezos ông khởi nghiệp, ông ấy kêu gọi vốn ở Mỹ, nhiều người Mỹ vẫn chê mà, bởi vì người ta đang quen cái việc mua hàng trực tiếp với các anh chị. Người ta quen mua hàng trực tiếp và người ta không nghĩ rằng là ngồi ở nhà này, lướt mạng này, kích một cái vào một cái sàn thương mại điện tử, một cái sàn đấy, thì mình có thể mua được cây kim sợi chỉ ở đó. Và người ta không tin là có một cái hệ thống mà có thể bán hàng được như vậy đấy. Cho nên là người Mỹ người ta cũng chê cái chuyện bình thường, mà nước Mỹ anh chị thấy là những người dân Mỹ là họ có một cái tư duy tài chính rất sớm, và nhiều người họ có tư duy về đầu tư mà họ còn chê. Thế huống hồ như ở Việt Nam mình bây giờ, cái chuyện đấy chuyện bình thường anh ạ. Đấy, nhưng anh chị em mình sẽ chúc mừng nhau, bởi vì em biết là nhiều anh chị khi ghé vào tương lai của em, có một số anh chị đã là cổ đông của VT rồi, thì chúng ta xin hãy chúc mừng nhau đi, bởi vì chúng ta đang nọt top vào cái số nhỏ của xã hội, số nhỏ của thế giới ấy, thì chúng ta mới có cái thành quả nó khác với số đông. Chứ còn nếu như chúng ta lại nọt cái top mà 95% dân số thì cái phần thưởng ấy nó sẽ không đến với các anh các chị đâu. Phần thưởng ấy nó sẽ không đến với chúng ta, và chúng ta sẽ không có cái thành quả mà người khác mong muốn không có được. Đấy, người khác mong muốn mà họ không làm thì họ sẽ không nhận được cái phần thưởng ấy thôi. Có đúng không ạ? Đấy. Hay cả ở Việt Nam cũng thế, ngày xưa nói đến Vinamilk ấy. Vinamilk thành lập từ năm 1976 anh các chị. Không có ai nghĩ đến chuyện góp vốn với Vinamilk đâu. Đúng không ạ? Và sau này đến khi họ thành công rồi này, họ giá cổ phiếu lên cao này, họ trả cổ tức này. Nếu với mình nhìn ra, ồ biết như thế ngày xưa góp vốn, nhưng đến bây giờ góp thì làm gì có tiền mà góp ạ. Có lúc là giá cổ phiếu của Vinamilk ấy, nó rơi vào khoảng hơn 90.000 một cổ. Và bây giờ thì có lúc nó xuống là 68.000, có lúc 78.000. Thế bây giờ sấy 100.000 cổ phần, các anh chị đã phải bỏ ra 7,8 tỷ rồi. Tiền đâu mà đầu tư ạ? Tiền đâu mà đầu tư? Đấy. Thế cho nên là với những người mà có thu nhập thấp như chúng ta, chưa có tài sản lớn như chúng ta, thì hãy nên tham gia đầu tư nhiều. Đặc biệt là với những cái thương vụ đầu tư bằng cái số vốn nhỏ để giúp chúng ta nhân được tiền. Và khi chúng ta nhân được tiền rồi, chúng ta có nhiều tiền hơn rồi, có tài sản lớn rồi, lại có dòng tiền nữa, thì cái cánh cửa để mở ra trong cuộc đời chúng ta làm kinh tế nó sẽ tốt hơn. Tức là lúc này chúng ta sẽ đón được nhiều cơ hội hơn đến với chúng ta. Chứ còn nếu như chúng ta không nhạy bén với những cái cơ hội mới mà chúng ta không đón nhận nó, thì chắc chắn là cuộc đời của chúng ta muốn tham gia đầu tư gì, ui giời, bây giờ bảo mày tham gia đầu tư cái này với anh tốt lắm, mua miếng đất này này, xong rồi anh em mình xây một cái nhà lên đây, anh mình cho thuê mà hàng tháng sẽ được dòng tiền nha. Nhưng mà em không có tiền đâu. Đấy, vì đấy là những cái thương vụ mà đầu tư phải bỏ ra số vốn lớn, thì nó không phải phù hợp với tất cả mọi người. Rồi em xin chào anh Vân, em xin chào anh Cao Nguyễn. Em vừa nhắc đến anh Vân sau anh Vân ạ. Cảm ơn anh đã ghé vào từ nay ủng hộ em nhé. Hôm nào anh em mình lại lên giao lưu, em không thấy anh Vân like mấy nhỉ. Hôm nào anh Vân lên like, anh Vân cho em lên giao lưu với anh nhá. Anh Vân nhá. Đây câu chuyện của anh Vân đấy anh các chị. Một câu chuyện mà anh nghe anh kể em cũng tiếc cho cả anh. Và em cũng nghĩ đến bản thân mình mà biết đấy, ngày xưa mà vì được ai chia sẻ cổ phần của Facebook mà ví dụ mình đón nhận được ấy, thì có lẽ là bây giờ cuộc đời của mình nó khác rồi. Đấy. Thế cho nên là cái cơ hội thì nó không phải là ai cũng nhận ra, không phải ai cũng nhận có thể có khả năng nhận ra được. Và chỉ có những người mà có khả năng nhận ra được và đồng hành với nó, kiên trì với cơ hội ấy, thì mình mới nhận được cái phần thưởng mà người khác họ mong muốn mà họ không đạt được, là như vậy. Đấy.
Anh Vân đợt này có đi Belarus không anh? Không biết là hôm nay xuất hiện trong buổi live của em thì có anh chị nào đợt này đi Belarus không ạ? Đi vào ngày mùng 2 tháng 10 tới này. Còn cái chuyến đi hôm tới này là có một đoàn là đi vào ngày 29. Hôm tới này sẽ có một đoàn đi vào ngày 29 này. Thì em thấy các anh các chị đang dục dịch là vali, valiết các thứ là chuẩn bị đi rồi. Thế còn em cũng xin bật mí thêm với các anh các chị là đến với VT thời điểm bây giờ thì cái rủi ro với VT nó gần như không còn nữa, nó chỉ có về một thời gian thôi. Thế còn cái độ phủ sóng của công nghệ VT thì nó đã đủ phủ sóng trên quy mô toàn thế giới rồi. Có không còn, tức là gần như là không còn một cái châu lục nào mà không họ không nghĩ đến ứng dụng cái công nghệ của mình. Và vừa rồi thì em cập nhật thêm cho các anh chị một cái thông tin nữa mà. Năm ngoái thì em nhớ là cái đợt cuối năm có một đăng một cái thông tin, không biết là cuối năm hay đầu năm ấy. Thì các anh chị có nhớ cái thông tin là ngày bà tổng giám đốc của doanh nghiệp mình là vợ của ngài chủ tịch bà Laza ấy được lên tạp chí Forbes đúng không ạ, của Mỹ. Thế thì vừa rồi một cái thông tin nữa thì một lần nữa thì công nghệ của mình lại được đăng trên tạp chí Forbes của Mỹ một lần nữa các anh các chị. Sau cái sự kiện mà vừa rồi trước đó khoảng độ 2 tháng các anh chị có nhớ cái sự kiện là bây giờ tháng 9 này, hơn một tháng mà cái sự kiện mà trước đó doanh nghiệp của mình thành lập chi nhánh ở Mỹ ấy, các anh các chị. Ngài chủ tịch trước đó được cấp thị thực 0.1 này, thị thực không thời hạn dành cho một nhà khoa học có những cống hiến cho nước Mỹ này và thế giới này. Rồi mình thành lập chi nhánh ở Mỹ này và nước Mỹ họ quan tâm đến công nghệ, đó chính là vận tải cao tốc liên tỉnh của mình này. Họ quan tâm hệ sinh cái dự án ngôi nhà sinh thái thành phố tiên tính của mình, đúng không ạ? Thì vừa rồi thì tạp chí Forbes một lần nữa họ lại nhắc đến VT của mình. Vậy thì các anh chị có thể sâu chuỗi những cái từ khóa đấy để chúng ta có thể hình dung ra được đó chính là gì? Cái lộ trình của doanh nghiệp mình trong một cái tương lai gần thì lại càng khẳng định một điều nữa là ngài chủ tịch của chúng ta chắc chắn sẽ niêm yết cái công nghệ của mình, cái doanh nghiệp của mình trên sàn Nasdaq. Thế vậy thì các anh chị sẽ hình dung trong một cái tương lai gần khi doanh nghiệp của mình niêm yết trên sàn Nasdaq thì ai sẽ là người có lợi? Công ty chúng ta sẽ là người có lợi, tập đoàn sẽ là người có lợi. Bởi vì đã niêm yết được trên sàn Nasdaq thì cái việc huy động vốn trên sàn Nasdaq nó sẽ huy động được nhiều vốn hơn. Và các anh chị có công nhận với em Hà rằng là tất cả những doanh nghiệp họ niêm yết trên sàn Nasdaq thì khi kết phiên giao dịch của ngày hôm niêm yết trên sàn đấy thì bao giờ cái giá trị cổ phần của một cái doanh nghiệp nó trở thành cổ phiếu ấy, nó có một cái giá trị rất lớn, đúng không ạ? Và các anh chị cứ so sánh với Tesla. Tesla chỉ là một thị trường ngách của công nghệ giao thông thôi, là thay thế động cơ đốt xăng bằng động cơ điện. Và giá một cổ phiếu nó rơi vào khoảng $17, đến bây giờ nó lên khoảng $220. Và cái sự kiện niêm yết vừa rồi, một doanh nghiệp của Bác Vượng, đó chính là VinFast. Mà VinFast là một trong những cái công ty ô tô điện mà chúng ta thành Bác Vượng của chúng ta thành lập sau so với lại Tesla và một số công ty ô tô điện khác của thế giới, đúng không ạ? Cái công nghệ này thì nó là một công nghệ, nó chỉ giải quyết vấn đề môi trường thôi. Nhưng nếu như không biết xử lý cái pin để trong cái ô tô ấy thì lại là một cái vấn nạn cho thế giới. Đấy. Thế thì VinFast nó chỉ nằm ở thị trường ngách thôi mà niêm yết trên sàn Nasdaq là niêm yết theo kiểu là lách luật đấy các chị. Bởi vì VinFast kinh doanh chưa có lợi nhuận, chưa trả cổ tức cho các nhà đầu tư. Đấy. Và họ không có báo cáo kiểm toán quốc tế nhưng vẫn niêm yết được bởi vì là họ sáp nhập với một công ty của Singapore. Công ty của Singapore này thì đã được có báo cáo kiểm toán quốc tế này, họ đã trả cổ tức rồi này, cho nên là họ dựa vào hơi của cái công ty này để mà niêm yết trên sàn. Vậy mà kết phiên giao dịch cũng đấy thì giá cổ phiếu của VinFast nó vẫn đạt là $37.06. Vậy các anh các chị sẽ thử nhân xem nếu như VT mình niêm yết với giá đó thì các anh chị có tài sản là bao nhiêu, các anh chị sẽ có tài sản bao nhiêu, và có lúc nó lên tới $92 sau khi niêm yết. Và đến bây giờ nó lại quay trở về giá thực. Em Noge không cập nhật nhưng giá cổ phiếu của VinFast bây giờ nó cũng thấp. Nhưng thấp nếu như các anh chị đầu tư sớm các anh chị vẫn thắng. Kể cả nó xuống $5 các anh chị vẫn thắng. Đấy. Nếu như các anh chị mua trên sàn cái thời điểm mà giá $92 thì chắc chắn các anh chị sẽ mất hết tiền. Và cái tài sản của mình gần như nó bay màu và cái tài khoản ấy chắc là nó chỉ đi vào bảo tàng lịch sử trong lịch sử đầu tư của bản thân các anh chị thôi. Đấy. Thế cho nên là em thấy rằng là với những cái đường đi, cái tính toán của ngài chủ tịch như vậy thì nó sẽ lợi cho doanh nghiệp của mình.
là doanh nghiệp của mình sẽ huy động được cái khối lượng vốn lớn, vốn lớn. Và cái thứ hai nữa là ngài chủ tịch của chúng ta muốn tri ân tới các nhà đầu tư của chúng ta. Và các anh chị có nhớ cái đoạn video gần nhất mà đợt vừa rồi khi các cổ đông của mình sang Dubai gặp ngài chủ tịch và được gặp nói chuyện với ngài chủ tịch ở cái nhà máy mùn đang xây dựng, mùn Nutella đang xây dựng ở UAE không ạ? Ngài có nói rằng là cái số vốn của các bạn là một, tôi sẽ vận hành nó nhân 5 lần lên. Nhưng đấy là cách nói, em nghĩ là cách nói khiêm tốn của ngài chủ tịch thôi. Còn nếu như các anh các chị mà đồng cảm thấu hiểu, mà đồng hành dài với doanh nghiệp của mình, em nghĩ là khi doanh nghiệp của mình bước sang cái năm thứ 17, năm thứ 20, tức là bây giờ là mình đang năm thứ 10 rồi ạ, năm thứ 15, 17, 20 á, thì em nghĩ giá cổ phần của VT nó cũng không kém cạnh gì những cái tập đoàn nó đang tồn tại đâu. Và chính vì nó đây, vì lẽ đó đây mới là cơ hội để giúp chúng ta có thể nhân được tài sản. Nó giống như hôm qua em đưa ra một cái chủ đề trong buổi live stream của em ấy, là UET sẽ là công cụ giúp cho các anh chị trả lợi nhanh nhất, giúp cho các anh chị làm kinh tế tốt nhất, bền vững nhất, an toàn nhất. Đấy, thì nó đều có cơ sở của nó các anh chị, chứ không phải là nó không có cơ sở. Đấy, anh Phúc Thiên bảo mô đô 500km đã chạy và vận hành thử chưa? À, anh ơi, cái 500km này của mình thì như thế này, mình bây giờ là mới hoàn thành các cái mẫu tàu, các cái mẫu tàu gồm có này, vận tải trong đô thị, vận tải trong đô thị là vận chuyển người trong đô thị và vận chuyển hàng hóa trong đô thị. Thế còn cái vận tải cao tốc liên tỉnh này thì chưa anh ơi. Vận tải cao tốc liên tỉnh này thì bây giờ mình vừa rồi nếu như anh cập nhật thông tin thì doanh nghiệp mình tách ra thành một cái dự án riêng ấy. Dự án riêng và dự án này đang được Mỹ ủng hộ. Bởi vì là Mỹ là một đất nước có rất nhiều các tiểu bang, có rất nhiều các bang. Nhưng ở Mỹ có một cái điều rất đặc biệt là Mỹ lại không có đường cao tốc. Họ không có đường cao tốc. Cho nên trước đây là một số những tỷ phú của Mỹ ấy, là họ tham gia vào cái đầu tư cái dự án Hyperloop, cũng là cái con tàu vận tải cao tốc liên tỉnh, con tàu siêu tốc ấy, chạy với tốc độ cao. Nhưng mà trước đây cách trước Tết, các anh chị nhớ là cái đợt mà trước Tết thì Hyperloop đã bị tuyên bố phá sản, bởi vì là họ không tiếp tục thực hiện được cái ý tưởng của họ, và đặc biệt là họ không đủ vốn. Bởi cái con tàu này, anh Elon Musk là một trong những con người rất là đặc biệt, là ông ấy dùng vốn, là ông không tiết kiệm như ngài chủ tịch của mình đâu. Thế cho nên là cái dự án này thì chưa anh ơi, dự án này chưa. Nhưng mà em thì em thấy vừa rồi cập nhật thông tin đấy, thì trước đây thì doanh nghiệp của mình định là xây dựng cái tuyến vận tải cao tốc này, vừa thử nghiệm vừa chứng nhận công nghệ luôn và thương mại luôn ở Belarus. Nhưng mà sau cái sự kiện vừa rồi khi mình chinh phục thị trường Mỹ thì có lẽ là có thể là sẽ thử nghiệm luôn ở Mỹ và sẽ chứng nhận luôn được ở đó và sẽ sử dụng nó để thương mại hóa luôn á. Và nếu như mà cái lộ trình này mà mình làm được ấy, thì trong một cái tương lai tức là nhanh hơn ấy, thì có lẽ là cái lộ trình IPO của doanh nghiệp mình nó sẽ đến nhanh hơn các anh các chị. Và cái thứ hai nữa là khi mà cái dự án vận tải cao tốc liên tỉnh này mà của mình được hoàn chỉnh và lại được thằng Mỹ nó đánh bóng ấy, thì nó sẽ đem lại nguồn doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp mình rất là lớn. Bởi vì các chị hình dung, nếu nói vận tải trong đô thị thì có thể là có những tuyến đường như chỉ vài km thôi. Ví dụ để giải quyết một cái đoạn nào đó tắc đường chẳng hạn nhé, thì để phân luồng bớt cái vấn đề giao thông của cái đoạn đường đấy chẳng hạn, thì có thể là một số nơi, một số nước người ta cần là doanh nghiệp của mình thiết kế cho họ một cái tuyến đường để tôi sử dụng cái phương tiện giao thông công cộng để giúp cho người dân đi lại, để giải quyết được, giải phóng bớt cái phần cái mật độ giao thông ở dưới mặt đất ấy. Thì có thể có những tuyến đường nó chỉ vài km thôi, hoặc có tuyến đường hàng chục km hoặc là vài chục km. Nhưng nếu như vận tải cao tốc liên tỉnh, anh chị hình dung là nó kết nối giữa các tỉnh với nhau, và thậm chí giữa những cái nước mà họ giáp biên giới với nhau ấy, mà sát sàn sạt, thì cũng có thể sử dụng vận tải liên tỉnh này để làm gì, để kết nối giữa các nước với nhau. Thì cái tuyến đường mà xây dựng nó sẽ rất dài, nó sẽ rất dài các anh chị. Mà dài như thế thì mình sẽ thu được doanh thu rất là lớn, mà doanh thu lớn thì sẽ kèm theo lợi nhuận lớn. Đấy. Nhưng mà so sánh với những cái công nghệ hiện tại mà hiện đại ở trên thế giới thì công nghệ của mình giá thành nó vẫn rất là rẻ. Chi phí rẻ này, diện tích để mình xây dựng cái tuyến đường ấy, các anh chị hình dung là nó không tốn nhiều, không xâm chiếm tới diện tích cả mặt đất nhiều, cho nên nó tiết kiệm.
tiết kiệm cả bê tông, cả cát này, cả sắt thép này, nói chung là tiết kiệm mọi tài nguyên cho con người, cho nên giá thành nó rất là rẻ. Mà nó không chỉ rẻ trong việc xây dựng mà rẻ cả vận hành, cho nên là nó sẽ đem lại lợi cho những người tham gia giao thông là phải bỏ ra cái số tiền nhỏ để mua vé chứ không phải bỏ ra số tiền lớn. Cho nên hôm qua em Hà cũng có nhắc đến một cái dự án mà ở Việt Nam vừa rồi các anh chị nghe đến là ở nước mình có công bố, đúng không ạ? Em thấy là nhiều người thì nói rằng vui nhưng em thấy là buồn. Và nhiều anh chị khi tham gia công nghệ UST rồi, chúng ta biết được giá trị của công nghệ rồi, thì chúng ta thấy cái thông tin này là buồn đối với người dân Việt Nam mình. Bởi vì là cái tuyến đường sắt cao tốc này thì tất nhiên là có thể nó sẽ đi với tốc độ cao. Thế nhưng mà thứ nhất là chi phí sản xuất, chi phí xây dựng các anh chị thấy quá lớn, đúng không ạ? Dự kiến là khởi công năm 2027. Em nói thật, đến năm 2027, năm nay là mới 2024, thì lúc đấy UST của mình quá đỉnh rồi. Nó quá đỉnh rồi, bởi vì là tới này sau khi mà kết thúc cái đợt mà tặng cổ phần này thì có lẽ là, tại vì em thấy cũng có một số bạn mà họp với lại công ty ấy, thì cũng có chia sẻ là có thể là công ty sẽ, bởi vì công ty mình đang xây dựng một số cái tuyến đường để thương mại, và Ấn Độ là một trong những đất nước sẽ là đất nước mà thương mại đầu tiên của công ty mình ở trên thế giới ấy. Thì có thể là sẽ có cái đồng hồ đếm ngược để xem là kết thúc cái đồng hồ đếm ngược ấy thì công ty sẽ công bố là cái tuyến đường nào là cái tuyến đường đầu tiên sẽ được thương mại trên toàn thế giới đấy. Khi mà công nghệ của UST chúng ta phát triển như thế mà đến năm 2027, anh chị hình dung là Việt Nam mình mới xây dựng cái tuyến đường sắt cao tốc ấy mà chi phí của nó, anh chị thấy nó rơi vào nó gấp mấy lần UST của mình 1 km đường, mà xây dựng đến tận năm 2045 mới xây dựng xong. Lúc bây giờ em Hà cũng hơn 60 tuổi rồi các anh chị, mà vận hành nó thì lại tốn kém lắm. Em nói thật, cái tuyến đường sắt của mình nó dài hàng nghìn km như thế thì nó phải tốn đến hàng nghìn cán bộ công nhân viên để vận chuyển, mà tốn kém như vậy thì ai là người sẽ chịu? Người dân Việt Nam mình chịu, trong đó có chính em, đúng không ạ? Các anh các chị cũng phải ngồi trên, ví dụ nếu có nhu cầu mà đi vào Nam mà mình không đi máy bay thì mình sẽ đi bằng cái phương tiện đó. Nhưng các anh chị có nhớ cái câu chuyện mà ngài chủ tịch về Việt Nam mình đúng không ạ, sang thăm Việt Nam mình đúng không ạ? Ngài chủ tịch có nói rằng là với công nghệ này, cái công nghệ này có thể xây dựng một cái tuyến đường cao tốc từ Hà Nội vào Sài Gòn, và giá thành thì rất là rẻ, giá thành rẻ có thể nó rơi vào khoảng 10 triệu đô 1 km đường thôi, kia tận hơn 40 triệu đô các anh chị 1 km đường, mà giá thành cái vé mà người dân đi lại nó lại rất là rẻ, nó chỉ rơi vào khoảng là 10 đô một vé thôi, và thêm thuế VAT nữa thì nó khoảng hơn 300 nghìn, mà mình có thể là đi vào Sài Gòn chỉ mất 2 tiếng rưỡi thôi, nó còn nhanh hơn. Kia dự kiến là cái tuyến vận tải, cái tuyến đường sắt mà tới này Việt Nam mình xây dựng vào năm 2027 để nối Hà Nội với lại Sài Gòn phải đi mất hơn 5 tiếng đây các chị, mà giá thì có khi nếu mà như vậy thì em nghĩ lại cao đấy. Nó chả rẻ hơn so với máy bay gì mấy đâu, đúng không ạ? Đấy, thế cho nên là đấy là hôm nay thì tiện thể em nói chuyện với câu chuyện đấy thôi, còn cái việc mà xây dựng các tuyến đường thì anh chị em chúng ta không phải là người quyết định. Xây dựng tuyến đường ở khắp mọi nơi trên thế giới, ở các nước thì phải là Bộ Giao thông, đúng không ạ? Phải là chính phủ là người họ đứng ra chứ không phải là mình. Đấy, thế cho nên em xin chúc mừng các anh các chị, bởi vì các anh các chị đã đang đầu tư bằng một cái tầm nhìn, đầu tư một cái doanh nghiệp rất tiềm năng, mà chúng ta làm kinh tế nó rất là nhàn, chúng ta không có phải vất vả gì cả, chỉ có điều chúng ta kiên nhẫn chờ đợi nó thôi. Đấy mới là cơ hội đầu, một cái cách mà chúng ta đang đầu tư là đầu tư giá trị, chứ không phải là chúng ta theo kiểu tham gia theo kiểu đầu cơ, và chúng ta mất tiền lúc nào không hay, mất tiền lúc nào không biết. Và chính vì lẽ đó mà em thì vốn là một cô giáo thôi, trước đây thì em không bao giờ em nghĩ em làm về lĩnh vực đầu tư, nhưng khi biết đến lĩnh vực này thì chỉ trong vòng một thời gian ngắn thì em đã gom cho mình một khối tài sản mà em cảm thấy là hiện tại bây giờ em cũng đang bằng lòng với khối tài sản ấy. Có lẽ là trong cuộc đời làm công ăn lương của em, hay là cái giai đoạn trước em làm thêm một số những công việc khác, nhưng không bao giờ em tích lũy được cái tài sản lớn như vậy. Đấy, Việt Nam mình lạc hậu là vậy, luôn đi sau, đúng rồi. Giống như cái tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông, anh Thiên nhỉ? Anh Thiên có nhớ cái tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội không? Cái tuyến đường sắt này xây dựng tận 13 năm mới
mới hoàn thành mà có 11 km đường. Giá thành nó nâng lên bởi vì nhà nước mình là muốn mục đích xây dựng là để giải quyết cái vấn đề tắc đường của cái đoạn đường ấy, 11 km đấy, đưa nó lên trên cao. Nó là hệ thống giao thông cấp 1 nhưng lại đưa nó lên trên cao, cho nên nó mới tốn tiền. Tốn tiền thì đến bây giờ em thấy vận hành nó cũng không hiệu quả, bởi vì cái trạm trung chuyển để gửi xe cho người, để người mọi người mà tham gia để ngồi trên cái con tàu đó ấy, thì nó lại không thuận tiện đấy. Và cái nữa đó chính là gì, đó chính là mình lại mua lại con tàu cũ của thằng Trung Quốc đấy, cho nên là vận hành nó không có vấn đề. Như vừa rồi em thấy có một cái sự cố nào đó ấy. Mà đi thì có hôm em đi qua mấy lần em nhìn thấy là cả một cái toa tàu rất dài các anh chị, nhưng chẳng có khách mấy gì cả. Nếu mà vận hành như thế thì nỗi trồng vó các anh chị, nỗi trồng vó. Mà vé thì em cũng không đi bao giờ thì không biết là giá vé đó bao nhiêu, em cũng không cập nhật. Thế nhưng mà chắc là nếu mà so với công nghệ của mình thì nó sẽ đắt hơn, bởi vì chi phí nó một km đường nó rơi vào khoảng hơn 70 triệu đô cơ. Mà đầu tiên là dự toán là nó rơi vào khoảng hơn 60 triệu, nhưng sau đó nó delay lên tận 70 mấy triệu, gần 80 triệu đấy. Cao không các anh chị? Cho nên Việt Nam mình là lạc hậu và đi sau. Cho nên các anh chị đầu tư với ET, các anh chị đừng có nhìn cái thằng Việt Nam mình à. Và bao giờ thằng Việt Nam nó có thì tôi đầu tư, lúc bấy giờ thì mất cơ hội rồi. Nó cũng giống như cái câu chuyện mà ngày xưa cái điện thoại iPhone của Apple ấy. Lúc bấy giờ mình bảo khi nào mà Việt Nam có những cái công nghệ như thế này nó về, lúc ấy tôi đầu tư thì hết cửa chúng ta đầu tư rồi, không còn cửa nữa, đúng không ạ? Cái lúc rẻ mình chẳng đầu tư, đến lúc đắt mình lại không, mình lại muốn đầu tư. Lúc bấy giờ làm gì có tiền mà đầu tư, mà em thấy cái lạ lắm. Đa số của mọi người, những người mà ít tiền, trong đó có tư duy của em Hà trước đây, tham gia đầu tư thì chẳng nghĩ là tôi đầu tư vào đây tôi sẽ nhân được bao nhiêu tiền, sau này tôi sẽ nhân được bao nhiêu tiền, mà toàn lo là tao đầu tư vào đây tao có mất tiền không, đúng không? Tao đầu tư vào đây tao có hòa vốn không. Lúc nào trong cái tư thế là phòng và thủ, và lúc nào cũng phòng thủ như thế thì các anh chị thấy làm sao mà thắng được. Nó cũng giống như trong một cái trận đá bóng, trong một trận đánh bóng, trong một trận đánh bóng chuyền, các anh chị thấy là nếu như cái đội này mà suốt ngày trong cái tư thế thủ thì bao giờ thắng được, đúng không ạ? Thì mình làm kinh tế cũng như thế thôi. Cho nên là thay vì việc các anh chị bám bổ nó về cái cơ hội này, bám bổ cái cơ hội này, thay vì các anh chị chê nó, thì các anh chị mà muốn khát khao thay đổi cuộc sống thì các anh chị hãy tìm hiểu cho em. Vậy thì mình đầu tư vào đây nếu mình được những cái gì. Em nói thật, có những người mà đầu tư vào mà có những người mà cả cuộc đời đi làm kiếm mãi trả được 1 tỷ, có khi cả đời chả bao giờ có tiền tỷ trong tay. Thế bây giờ có một cơ hội tốt nó như thế này, mình có thể kiếm được tiền tỷ một cách rất dễ dàng, tại sao mình lại bỏ qua nó? Vậy thì thay vì việc mình băn khoăn là nhỡ nó phá sản, thì chúng ta hãy nghĩ tích cực là tại sao doanh nghiệp này nó đã tồn tại được 10 năm rồi. Tại sao hàng ngày nó tiếp đến hàng bao nhiêu đoàn đối tác, các chính phủ, các cơ quan ban ngành, toàn là những ông tai to mặt lớn, toàn là những người mà có tầm cỡ ảnh hưởng trên thế giới. Đấy, thì mình phải có những cái phản biện, cái tư duy phản biện như thế, để mình mới đánh giá được cái cơ hội này, và mình đầu tư vào đây thì mình được cái gì nhiều hơn. Ví dụ như nếu như chúng ta bỏ ra vài chục triệu, 100 triệu mất chúng ta vẫn kiếm lại được, nhưng để bỏ lỡ cơ hội sở hữu 1 tỷ, vài tỷ hoặc hàng triệu đô, em nói thật, có những người đến khi xuống mồ cũng chả kiếm được, đúng không ạ? Đến khi xuống mồ không kiếm nổi, nhưng mà mình vẫn cứ ủi rồi phán xét. Và nhiều khi em thấy là mình đi chia sẻ những cái tư duy của những người mà họ đã thành công á, thì nhiều người bảo sự bọn này là toàn cái bọn nói phét, bọn chém gió. Nhưng các anh chị mà cứ đọc kỹ, xem kỹ những cái tư duy đấy thì các anh chị sẽ thấy là mình làm theo thì mình sẽ nhận được cái kết quả. Và họ nói đều đúng, họ nói đều đúng, nhưng mình phải biết cách vận dụng nó như thế nào cho phù hợp với bản thân mình. Thì UET chính là cách để giúp cho các anh chị có thể vận hành được tiền như vậy. Đấy. Và một cái nữa mà em cũng muốn chia sẻ với các anh chị là nếu như các anh chị mà hiện tại đang nợ này, đang gặp khó khăn về kinh tế mà các anh chị muốn thay đổi bức tranh tài chính của mình, thì UET sẽ là công cụ trả nợ giúp cho các anh chị tốt nhất, công cụ làm kinh tế tốt nhất. Vì vậy mà nếu như các anh chị không có tiền hay là ít tiền, nghèo nhất thì cũng nên sở hữu cho mình lấy mật độ 200.000 cổ phần. Bây giờ 200.000 cổ phần nó rơi vào khoảng chừng 2.000 đô anh các chị. 2.000 đô nó rơi vào khoảng hơn 50 triệu Việt Nam đồng, chứ nhiều nhận gì, đúng không ạ? Nhưng đổi lại cho các anh chị một cái tài sản rất lớn trong tương lai. Nếu như mà UET niêm yết trên sàn chứng khoán mà em ví dụ như với giá tối thiểu là 4 đô đi, cho là 1 đô đi,
Em ví dụ nó quay trở về giá thực trong cái giấy chứng nhận được cấp giấy chứng nhận là 1 đô đi. Các chị đã có 200.000 đô, 200.000 đô bây giờ nó rơi vào khoảng 5.2 tỷ rồi, đúng không ạ? Còn nếu như các anh chị muốn thay đổi được cuộc sống của mình nữa và sau này có một cái dòng tiền lớn và về hưu sớm, thì ít nhất các anh chị phải sở hữu cho em Hà đến 1 triệu cổ phần thì các anh chị sẽ đạt được mức độ về hưu sớm hơn. Ví dụ như sang năm công ty trả cổ tức với 0.01 đô là 250 đồng con, thì các anh chị đã có 250 triệu bước đầu về hưu rồi, bước đầu về hưu được rồi các anh chị. Sau dần dần nó sẽ cái tiền cổ tức nó còn tăng nữa đấy. Thì sau này em nghĩ là với công nghệ của mình nó tiềm năng như thế này thì nó không có chỉ có chuyện giá 0.01 đô một cổ đâu, mà sau này nó còn tăng lên 0.5, 0.8 hoặc là 0.95 đô như thằng Apple. Thì em nói thật, các anh chị nhận tiền cổ tức mãi mãi không bao giờ hết. Cái tiền cổ tức ấy nó sẽ chảy vào túi của các anh chị đều đặn, và lúc bấy giờ thì các anh chị sẽ cảm thấy là mình may mắn. Và các anh chị ạ, khi em làm cái công việc này thì em nhận thấy một cái giá trị rất là lớn. Đó chính là gì? Mình đang trao đổi cái giá trị cho mọi người. Và em thì em không mong là sau này mọi người nhớ đến mình, nhưng chắc chắn cái câu chuyện mà mình đi chia sẻ cơ hội cho mọi người, sau này khi doanh nghiệp thành công thì mọi người, những cái người mà mình được mình chia sẻ hoặc được các anh chị chia sẻ thì họ sẽ luôn luôn nhớ đến mình. Và lúc bấy giờ thì khi cơ hội này nó lại đã thành công rồi thì có thể là các chị lại chung thêm một cái trường năng lượng nữa, một cái trường năng lượng giống nhau, và lúc bây giờ các anh chị còn hút với nhau chặt hơn đấy. Và khi hút với nhau chặt hơn thì các anh chị sẽ còn đồng hành với nhau ở nhiều các thương vụ đầu tư khác. Nhưng ở đây em xin chia sẻ với các anh chị không phải tìm kiếm thương vụ đầu tư nào xa lạ nữa, mà các anh chị chỉ cần đầu tư tiếp của UST thôi, đầu tư vào các dự án mục tiêu, các anh chị tạo ra dòng tiền thứ hai, tạo ra dòng tiền thứ ba, tạo ra dòng tiền thứ tư. Và em nghĩ rằng chắc chắn là các anh chị gắn bó với doanh nghiệp thì với những anh chị mà có số vốn dày thì sau này có thể mình có thể kiến tạo ra nhiều dòng tiền, 6, 7, 8, 9, 10 dòng tiền của UST đều có. Với cái lộ trình đi của doanh nghiệp của mình nó rất dài, một cái doanh nghiệp, em Hà có dùng cái từ một cái doanh nghiệp trường thọ đấy các anh chị, một cái doanh nghiệp mà có khi đến hết đời của em rồi nó vẫn sẽ tồn tại đến đời con đời cháu của mình. Em xin chào anh Bùi Anh, xin chào chị Trần Hương và xin chào anh Tích Nương Anh nhá, chắc là Lương Tích Anh, em chào các anh chị đấy. Thế thì trong buổi giao lưu chia sẻ ngày hôm nay đến bây giờ em nên giao lưu với các anh chị cũng đã khá dài rồi, em cũng rất muốn là chia sẻ tiếp với các anh chị, nhưng đây là một cái góc nhìn của em về cái cách làm kinh tế, và đặc biệt là để giúp cho các anh chị có một cái cách, em tức là một cái cách hiểu rõ ràng cụ thể hơn về lĩnh vực đầu tư cổ phần doanh nghiệp để nhận cổ tức ấy, để nhận cổ tức đấy, để các anh chị đánh giá về cơ hội này. Và đây là cách đầu tư nó rất là dễ trong thời điểm hiện tại bây giờ, và cách đầu tư này là cách đầu tư không phải là không tưởng, và cách đầu tư này nó đang giúp cho rất nhiều người trở nên giàu có đấy. Và cuối cùng thì em Hà cũng xin gửi lời biết ơn tới các anh chị đã luôn luôn đồng hành, ủng hộ và yêu thương em. Và chúc các anh chị sẽ có một giấc ngủ ngon và có một nguồn năng lượng tích cực để ngày mai chúng ta bước vào kỳ nghỉ, ngày nghỉ cuối, ngày mai là ngày thứ bảy nhỉ. Ngày mai mình thứ bảy, em lại quên mất hôm nay mới là thứ sáu mà em cứ nghĩ hôm nay thứ bảy. Bước vào ngày nghỉ cuối tuần, có một số anh chị sẽ được nghỉ cả thứ bảy. Nhưng em thì ngày mai vẫn tiếp tục công việc của mình. Và hết ngày mai là ngày chủ nhật nữa, thì là hết cái chủ nhật gần như cuối tháng của tháng 9 rồi. Như vậy là các anh chị thấy là nó chỉ còn 3 tháng nữa là hết năm 2024 rồi. Và em Hà nghĩ rằng là cái năm 20 kết thúc năm 2024 này sẽ là một cái năm thắng lợi rực rỡ với các cổ đông của UST, bởi vì là những cái thông tin về doanh nghiệp của mình á, đặc biệt là cái lộ trình tới này cụ thể việc trả cổ tức như thế nào thì các anh chị sẽ dõi theo những cái công bố của ngài chủ tịch, công bố của doanh nghiệp của mình đấy. Đặc biệt là chúng ta sẽ chờ cái báo cáo tổng kết năm của ngài chủ tịch trong năm 2024 này, để năm nay các anh chị, các cổ đông của UST của mình, chúng ta sau khi kết thúc năm dương lịch ấy thì một vài tháng sau là chúng ta sẽ đón cái Tết dương lịch, và chúng ta sẽ đón một cái Tết, cái Tết âm lịch năm 2025 ở một cái tâm thế khác, đúng không ạ? Cảm ơn các anh các chị nhé. Và bây giờ em xin phép là kết thúc buổi live ở đây. Bye bye các anh.